thuật Việt Nam nhưng trong in game thì các nhà lập trình chỉ đánh giá Sau gọi thật là nhiều ngày chờ đợi, hay sao chúng ta lại có một trong những tờ B ở vị trí ST thì Made in Việt Nam là đoàn đang văn thể hiện hậu ra điểm mạnh của Công Phượng. Anh đang đấu câu lạc bộ đó là khả năng Eleven. tăng tốc và tốc độ giải vô địch ra Hà Lan. Tiếp đến là lực sút ở mùa giải, năng Vị dê trí bóng này cũng thì rất tốt. Đoàn văn hậu thi đấu ở vị trí tờ B tức là hậu vệ cánh trái với mức lương chỉ là 5 thôi. Đây là một mức thẻ mà và anh ta có thể sử có chiều dụng. Cao rất Công lý tưởng, 1m85, Phượng trong cân đội nặng hình 70 kg, team thế nhỏ. Cần Thuận trái 5 và phải 3. Công hai Phượng sao kỹ thuật ST, ta sẽ để ở Thuận vị đơn trí và anh như thế LB thì Văn nào. Hậu mạnh ở lực Thế này tốc có điểm độ phòng ngự, đánh trận bị động, chạy chỗ, công 3 và thủ 1. không Số thấp rất dễ ép và mức lương 5 là mức lương quá đẹp để sử dụng. Để đây gọi là một trong ta sẽ Best test Công Phượng LB LB trận đấu trái các bạn nên dùng lời ta với mức thẻ và chỉ số thấp như vậy. Năng phòng ngự của xếp Văn hạng Hậu là cũng một tương đối tốt, tương đối khó khăn, bạn dễ có thể dễ dàng ép lên cộng 5. Thì chỉ số nên của chúng anh ta sẽ sẽ xem những này, bước chạy của Công Phượng in các game này bạn thôi. Đặt Văn Hậu ở hậu vệ thì đây là Công Phượng mức thẻ cộng 5 cánh trái, ép đây lên rất dễ. Bạn để ba công sao 1 kỹ thuật thủ thì 3 không tham gia tấn điều công và đánh trận bị động khá ổn. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem in game Văn Hậu là gì. Tôi mới chọn cho công nên nhận là game thì Công Phượng có thể hình tối là thấp bé. Anh có Văn Hậu trong game là chưa có và khả đồ năng họa thì tốc tăng tốc như là cũng chưa có có khuôn một mặt mặt trạng thì Văn này Hậu rất tốt. Cái đồ họa của thẻ Việt Nam là đồ họa riêng của chúng ta, còn đồ họa ta trong biết in là game thì Công Công Phượng tiến ở khả năng về Văn Phượng Hậu thuật sẽ có đồ họa riêng. Tuy nhiên thì Văn Hậu chưa được cập nhật ảnh. Đúng là như vậy. Để ST Công Phượng trong vẫn in có sự game thì Văn đạt Hậu có cánh thể hình tương đối đẹp. Cao 1m85, nặng 70 kg. Đây, cú dứt điểm trong vòng cấm của Công Phượng thì bóng đi tối hiểm, không quá căng, có độ hiểm. Đây, đây là đoàn văn hậu của chúng ta, tốc độ tương đối tốt, khả năng dứt điểm như nào. Rồi là một pha dứt điểm chân trái, cút cũng ổn đây các bạn ạ. Tuy nhiên khuôn mặt chưa được cập nhật chính xác. Ô thẻ 19 hiện tại thì tốc tương đối tốt. Công Phượng Bóng lực đi căng và hiểm. Thi đấu trong là game chân Thuận là Văn Hậu sẽ ảo hơn so với trái của anh. Số thật. Tuy nhiên so với những gì anh có thể làm được ngoài đời thì số này nó chưa thật sự là tương xứng với lại Văn Hậu tiềm năm nay năng mới và tài bước năng sang của độ Công tuổi Phượng. 20. Và anh đang còn độ Vậy tiềm anh năng xứng đáng với một có thể nói là từ khi số chuyển cao sang hơn. SC Raven tuy thì nhiên thể hình thì và thể chất của Văn Hậu đã được cải thiện rất tốt. Khi mà đánh giá một cách công tâm như mùa giải mùa 19 thì cầu thủ của Việt Văn Nam chúng Hậu vẫn chưa ta chỉ quá một khả số năng tham gia tấn công chắc chắn là sẽ vẫn là thấp số mặt bằng chung. Thì dù vươn ra châu Âu nhưng mặt không thật ta chút vẫn nào cả. Đến từ Văn quốc Hậu chưa được gia cập bóng nhật đá có thứ hạng về hình ảnh trong và ngoài top 1. Dễ hiểu thôi tại vì Văn đến Hậu mới sang SC Fan. Đối với chúng ta lứa Công Phượng Văn và Hậu là chỉ những châu dạng sắc chính xác châu mượn tiếng trên thế giới nhưng thế rất so khó với để để có thể kịp thời cập tranh nhật thủ tới thì Văn Hậu trong
khó để so sánh gameplay mới. Ta có thể phải chờ đến sang năm, đang rất có thể Văn Hậu sẽ được không có gì đặc biệt hay là ven mùa dứt điểm. Nhìn với niềm tự tôn dân tộc thì ta sẽ hài lòng với kẻ công phượng của giải mình. Nếu như Văn Hậu lên tấn công thì có lẽ chúng ta nên để anh ấy, thì rất ít khi chúng ta có thể dứt điểm bằng bóng căng. Một cầu thủ khả năng rất Việt Nam máy của Văn Hậu là thế của giải tại là trong một game mà được đánh giá là toàn thế giới như thế thể chất là của Văn vào này vua. Hậu không hề thua kém bất kỳ một cầu thủ châu Âu. Đôi giày của Công Phượng trong game cũng rất bắt Tiếng Anh mắt. thành công ở châu Âu là cũng là một cái kiểu chuyện có thể hiểu được. Golden Boy. Rất hiếm khi bóng đá Việt Nam sản sinh được Phượng trong thì thi hậu đấu vệ thì cánh cánh nhất mà có thể giống hình về thể hình chạy của thể Messi, hình tốc độ tốt như Hậu, năng có lòng, thậm chí và với thể hình của Văn Hậu có thể thi đấu ở vị trí vệ ổn. tuy nhiên khả năng dứt điểm cũng không được chính xác lắm. Khả năng chăng cấm bóng của Văn Hậu cũng rất tốt. SD nào. Đè Tông Húc SD Tám thì bất bóng đi không hiểm và lực cũng có. Đá xếp hạng là nó quay đây. Đấy, băng cắt hoặc bóng tranh cướp rất ổn. Trong những tình huống dễ ghi bàn thì anh vẫn có thể ghi bàn được. Bạn có thể sự Văn Hậu không về thủ nhịp nhàng. So với Công Phượng thì Văn Hậu hữu dụng hơn nhiều. Bàn thắng tương đối đẹp. Nếu chấm điểm Văn Hậu ở vị ra Ở khi B thì chúng các ta bạn hoàn toàn có thể nơi xếp dành cho hạng anh thì một mức nên để điểm Công Phượng ở vị chạy cánh hợp lý tự hơn. hào. Mạnh của Công Phượng sẽ 10. là khả năng bóng bóng bước một và bứt tốc, với đó là khả năng kiến tạo tốt. Còn để vị trí ST thì không hợp lý. Khả năng kiến tạo Văn Hậu. Đây là chúng ta test chuyền bóng cũng khá ổn. Trong in game thì Công Phượng đã được bút hình ảnh rất chân thật, giống y như ngoài đời vậy. Đấy, khả năng không Văn Hậu Đang rất tốt. Dứt điểm của Công cao Phượng thì cao ổn. Để đánh giá ở mức điểm là 7 trên 10 thôi. Chung là Văn Hậu là một khả trong những năng đỡ mẫu bóng rê lợp bóng và về tăng khá tốc ấn của tượng anh có thể đánh giá 8 chất trên 10 lượng. game. Cái Khả năng các bạn sử Văn hai sao Hậu ở kỹ những thuật trận đấu xếp hạng cũng tương đối thấy điều đấy là sáng sủa, và anh ta có có thể thể có là Công Phượng có thể chắn kiểu là sao kỹ thuật hơn là hợp đảm nhận được vai trò. Thực tế ngoài đời kỹ thuật của Công Phượng rất tốt, đánh giá là khoảng tầm ba Tốt bốn vai trò. sao thì hợp lý. Tuy nhiên thì Ta sẽ còn chờ đợi một cầu thủ Việt Nam, một hoặc hai cầu thủ Việt Nam nữa xuất hiện. Chắc có hai sao kỹ thuật. Và đang có tin Và là Quang Hải sẽ sang
chấp nhận được. Trời Âu sang La Liga thi sau khi đấu chúng ta đập lên cộng cao, Văn Lâm cũng có thể sang Nhật có 3 đến 4 sao kỹ thuật. Rồi đã có tin và đập lên cộng 5 là chúng ta có 3 sao kỹ thuật. Rằng là Văn Lâm sẽ sang một câu lạc bộ với đơn giản là làm được với mức giá trên 1,7 triệu cái, trên 1 triệu đô la phải của anh rất tốt, rơi vào tầm 30 tỷ đồng Việt Nam. Chúng đấy là mà một cái điều rất hết sức bình thường. ST hoặc là cánh thì Văn Lâm thật sự ôn có thể thi đấu ở cả châu Âu, không chỉ riêng châu Á, sử dụng Đông Nam Á. Công Phượng cho đội Á xếp hạng thì có thể được, tại vì những cầu thủ thấp thì có thể được boost handicap. Đấy các bạn, đá sẽ ảo hơn. Thế là bàn thắng mà team của anh sẽ cao hơn một chút so với đánh giá của tôi. Đẹp ngoài đời của Công Phượng trên 10. Vậy so với Công Phượng thì Đoàn Văn Hậu sẽ dễ dùng hơn và có thể đá chính trong đội hình của các bạn. À, tham dự buổi họp báo. Điều ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tín hiệu được các phóng viên của Đài Truyền Việt Nam gửi trực tiếp từ phòng họp báo của sân vận động Biñan, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U22 của Lào. Những chia sẻ rất là thực tế, rất là chân thật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vâng, và phải nói rằng là chúng ta nên chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với những gì mà các cầu thủ chúng ta đã thể hiện sau hai lượt trận đầu tiên. Giành được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận toàn thắng, ghi được 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn. Một kết quả phải nói rằng mang lại rất nhiều những tín hiệu khả quan và mang tới những hy vọng là cho đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta có thể lần đầu tiên mang về tấm huy chương vàng môn bóng đá nam trong lịch sử các kỳ tham dự SEA Games của bóng đá Việt Nam.